Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Mấy hôm rồi thì thật sự là thường cũng để do thời tiết, sáng dậy rất là mệt và cảm thấy rất là dậy khó khăn lắm. Thì em đến mấy trường một đêm nhưng mà thấy sáng nay thấy dậy nó ngon lành. Hôm trước thì cũng hai bia rượu thì nó bị dị ứng, đặc biệt là nó người nó mệt. Sáng ra thì khi dậy đặt đồng hồ báo thức thì vẫn cứ ngủ nướng một chút. Thì tôi mới chườm được mỗi ngày là 2 tiếng, bởi vì 11 giờ tối ngủ thì tôi chườm đến khoảng 1 giờ thì thỉnh thoảng ngủ thiếp đi. Thì sau đó tôi lại cứ sáng ra ngày đầu tiên thôi thì sáng hôm sau thì tôi hẹn đồng hồ nhưng mà tôi vẫn cứ dậy trước đó một phút thì nhìn đồng hồ thì mới đúng giờ và tôi thấy là rất là thoải mái. Còn mấy cái chỗ dị ứng có bị không? Cái chỗ dị ứng thì nó em không, mới không, học không một bị. Buổi theo hướng dẫn của thầy em về em thực hành chườm đá vào vùng gan, chườm đá nóng vào vùng gan. Buổi đầu tiên ấy thì em chườm cũng chưa được một tiếng đâu, nhưng mà tối khi mà chườm thì em thấy đầu tiên là hai viên, thì một viên là nó không nóng lắm, nhưng một viên thì là nó lại nóng hơn. Thế và cái chỗ nóng đó thì một lúc em thấy hơi ngứa ngứa. Thế sau đó thì nó hết cái hiện tượng ngứa đó đi. Thế và em vẫn chườm cho đến khi mà đá nó không còn nóng nữa. Tối hôm đó thì em ngủ thì mọi tối là em cảm thấy tức là cũng ngủ nhưng mà hay có những cái mơ. Thế nhưng mà cái tối hôm đó thì em thấy em ngủ nó sâu giấc hơn và không còn thấy cái hiện tượng kia. Là em thường thường là có một cái bệnh là mất ngủ mà mất ngủ kéo dài khoảng rất là nhiều lần. Thế và ngay cái tối hôm 25 đấy mà họp châm cứu ở đây thì em được nghe thấy một chị bạn là giới thiệu là cặp đá huyền diệu. Thế và em ra mua thì cô hướng dẫn bán đá cũng hướng dẫn cẩn thận. Thì ngay hôm sau thì em có đi học thì thầy hướng dẫn cho, thì về từ hôm đấy em làm thì nó sẽ qua được những cái cơn dậy, ví dụ như em dậy lúc 12 giờ và sau mãi mới ngủ được. Thế xong đến lần thứ hai từ 3 giờ là dậy, hôm nào mà chậm là 3 giờ 10 hoặc là 3 giờ 15 thì là dậy từ mấy giờ đến 5 giờ sáng không tài nào ngủ được, và đến 5 giờ trở đi thì lại buồn ngủ. Đấy là cái giấc ngủ nó mất hẳn như thế. Sau từ hôm em chườm đá hôm thứ nhất thì có tác dụng ngủ tốt. Thế đến hôm thứ hai thì cái giờ của 12 giờ đêm dậy thì nó lệch đi là 1 giờ 10 mới dậy. Thế và cái đêm thứ ba thì là đêm thứ tư, tức là ngày hôm qua là đêm thứ năm, thì em hoàn toàn là cái 12 giờ cũng mất và cái 3 giờ cũng mất, cho đến 4 giờ 10 thì mới bắt đầu dậy. Thì khi dậy thì em thấy rất là khỏe và tư tưởng nó thoải mái. Thì nhưng mà em lại có xin báo cáo với thầy nó có một cái hơi cái triệu chứng. Ví dụ như trưa hôm nay em chườm từ lúc 12 rưỡi cho đến lúc 2 giờ 10 thì là em dậy thì nó có một cái triệu chứng là nó mẩn ngứa chung quanh cầm này và hai cái má nửa hai má trên này một chút. Thì là em lại lấy cái hòn đá đấy, nó vẫn còn chỉ ấm ấm thôi, em lại trà tiếp vào đây thì cái cơn ngứa đấy nó hết, nhưng mà hiện nay nó vẫn cứ kiểu là lăn tăn ở hai cái này. Nên tôi muốn nói luôn cho chị biết đó là cái ngứa đó nó sẽ kéo dài có khi cả tháng trời nó mới hết. Cái đó là cái hiện tượng mà cái gan mình nó giải độc ra đó. Do nên nó yên tâm, người ta nó có thể kéo dài cả tháng trời gì cũng để đi, rồi tới sau đó chị sẽ không còn bị ngứa nữa. Thế thì em thấy đúng là cặp đá diệu kỳ thật, với tác dụng với em với năm tối, tức là năm tối em dùng đá và hai ngày em dùng một ngày hai lần, tức là hai buổi trưa nữa. Thì ngay đêm qua là cái kết quả, nghĩa là theo em thì là cực kỳ mỹ mãn.
bởi vì em dậy đúng có một lần thôi, và cái tầm 3 giờ đến 3 giờ 10 là không dậy nữa, cho đến tận 5 giờ kém 15 thì em mới thức giấc. Đấy, báo cáo với thầy và cả lớp. Quan hồng. Còn thì sau thì em sẽ tiếp báo cáo tiếp. Đây, xin mời. Dạ, còn ai không ạ? Mấy anh bị hút đâu mất hết rồi. Dạ, còn mấy anh bị hút nên chưa thấy mặt đâu. Hút đây nhưng mà chưa thấy đau nên là chưa. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.